Xin chào các thính giả của Trà Đá Cùng Sao. Thưa quý vị, Á hậu Bùi Khánh Linh gần đây gây chú ý khi tham gia show hẹn hò Đào Thiên Đường. Một tháng nữa thì cô cũng sẽ khép lại nhiệm kỳ Á hậu Miss Grand Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi kết nối với Khánh Linh để lắng nghe cô chia sẻ về lần đầu tham gia truyền hình thực tế, cũng như là điểm qua những thành tựu đáng nhớ của cô trong nhiệm kỳ. Xin chào Á hậu Bùi Khánh Linh. Nhiều người cho rằng là Khánh Linh tham gia show hẹn hò Đào Thiên Đường là để đánh bóng tên tuổi thay vì là đến để tìm một nửa của mình. Thì Khánh Linh lý giải như thế nào? Thật ra thì khi mà quyết định tham gia show Đào Thiên Đường á, thì Khánh Linh cũng đã phân vân và suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì là đây cũng là một show hẹn hò mà chẳng phải là show hẹn hò. Bởi vì là khi mà nói sau hẹn hò cũng là một phần của chương trình thực tế thì nó rất là đúng. Nên là khi mà Linh tham gia chương trình này thì Linh cũng mong muốn là trong suốt một cái hành trình mà Linh có một cái nhiệm kỳ như vậy thì Linh cũng muốn khán giả nhìn thấy mình ở một hình ảnh là một cô bé hay làm từ thiện, hay tham gia thử thách mình như là làm MC, hoặc là hiện tại thì Linh cũng đang học thêm để có thể đang làm trợ giảng của Catwood học viện. Thì Linh cũng muốn thử thách mình thêm ở một cái hình ảnh nó vui vẻ và giải trí hơn khi mà mình có cơ hội được tham gia một chương trình thực tế. Thì đó cũng là một cái hình ảnh mới mà Khánh Linh mong rằng là khán giả sẽ có thể đón nhận mình. Vậy thì cảm nhận của Linh trước và sau khi tham gia show này là gì? Nói sao ta? Thật sự thì Linh nghĩ là mình lại có thêm một gia đình mới, được gọi là gia đình Đào Thiên Đường. Vì sau chương trình thì Linh cũng có một nhóm riêng với các anh chị. Thì hiện tại thì cả nhóm vẫn đang chơi với nhau. Thì Linh cảm thấy rất là vui. Và ngay cả cái khi mà mình bắt đầu tham gia chương trình cho đến bây giờ thì nó đã thay đổi suy nghĩ của mình rất là nhiều. Ban đầu thì cũng khá là có một phần gì đó khá là lo lắng, bởi vì lần đầu tiên mình tham gia một chương trình thực tế và mình cũng bị run, nhưng mà có rất là nhiều máy quay ở cạnh mình, rất là gần mình. Nó rất là khác với cái việc mà khi mà mình đứng trên sân khấu, đôi khi là mình còn không nhìn thấy rằng là cái máy quay của mình ở đâu, nhưng mà ở đây là sẽ xếp các vùng quanh mình và cái ly rất là gần, nên đôi khi là mình ban đầu cảm thấy khá là lo lắng. Nhưng mà cho khi mà mình đi hết một cái hành trình dài cũng giống như thi hoa hậu á, vào nhà chung rồi có những trải nghiệm cùng nhau với mọi người, thì đến khi mà kết thúc chương trình thì Linh lại càng cảm thấy là wow, một hành trình thật sự rất là đáng nhớ. Quá trình ghi hình ở Phú Quốc thì diễn ra trong bao lâu và Linh đã phải sắp xếp công việc cũng như là lịch trình của mình như thế nào? Chương trình thì được ghi hình trong vòng 15 ngày. Thì Khánh Linh cũng rất là may mắn khi mà trong thời gian đó thì mình cũng là khoảng thời gian mà mình đang trong thực tập khóa luận tốt nghiệp. Thì 15 ngày cũng là khoảng thời gian mà mình có thể xin được, nên là cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều về cái lịch trình của mình về học tập. Còn về công việc thì chắc chắn rồi là mình, khi mình đã có lịch về Đào Thiên Đường thì những lịch khác thì mình sẽ sắp xếp để đẩy về phía sau, thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Vậy thì theo Khánh Linh là 15 ngày là cái quãng thời gian dài hay ngắn để quyết định ra về cùng với một người và tìm hiểu người đó? Thật ra thì để mà nói trên thực tế á, thì tham gia một chương trình về hẹn hò trong một cái nhóm khá là ít người, là có khoảng độ tầm 10 đến 15 người thôi, thì nó là một cái nhóm rất là nhỏ để mà mình quyết định ra về tìm được một partner, một cái người đồng hành của mình sau đó. Mặc dù nếu mà tìm được thì là xác suất C110, C115 đi, thì Linh nghĩ là nó cũng khá là ít. Nhưng mà nếu có thì mình vui, còn nếu không thì Khánh Linh cũng còn khá là trẻ mà, nên là mình cũng không cảm thấy lo lắng về vấn đề đó. Khi mà tham gia show này thì Linh có lường trước được những cái phản ứng trái chiều từ dư luận hay không? Để khi mà tham gia một chương trình thực tế thì chắc chắn là mình sẽ phải chấp nhận cũng như là đón nhận tất cả những cái ý kiến tranh luận của khán giả. Nên là Linh cũng thật sự là mình cũng đã sẵn sàng để mà đón nhận những cái ý kiến đó ngay từ trước khi mình chuẩn bị tham gia show rồi. Và nhưng mà thật sự thì cũng rất là mong là quý vị khán giả sẽ có những phản hồi tích cực và yêu thương Linh qua một cái hành trình dài của chương trình, bởi vì mình quay có 15 ngày thôi. Thế nhưng mà cái hành trình mà phát sóng thì là hàng tuần cơ, thì mọi người lại được gặp Linh và các bạn khác một lần, thì có lẽ là nó sẽ dài hơi. Nên là cũng mong là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ Linh và các bạn. Trong chương trình thì có một số bình luận từ khán giả ấy, cho rằng là Linh thiếu hoạt giao do khả năng tiếng Anh hạn chế. Vậy thì Linh có quan điểm như thế nào về cái nhận định như vậy? Thật ra thì nó cũng đúng với tính cách một phần của Linh. Để nói về rụt rè thì không phải. Mình trải qua đến 3 cuộc thi rồi, thì để nói mà mình là còn quá là rụt rè thì chắc chắn là đó là nói dối. Đối với Linh thì khi mà Linh gặp một người nào đó, hay là đây là một cái chương trình mà nó giống như là nó tường thuật lại một cái cuộc sống
đời thường của mình ấy, nó rất là gần gũi với khán giả và nó là chương trình thực tế, nên là những cái cuộc hội thoại rất là đời thường. Ở những ngày đầu á thì thật sự là Khánh Linh cảm thấy khá là run. Tại sao? Bởi vì thật sự là cũng gặp nhiều toàn trai xinh gái đẹp nên mình cũng cảm thấy rung động ha. Với lại một phần nữa là lần đầu tiên là Linh cảm thấy là có rất rất là nhiều máy quay ở xung quanh mình á, tức là rất là gần với mình. Mình đã làm quen với máy quay nhưng mà cái cảm giác máy quay nó ở tứ phía, nó là một cảm giác rất là run, và nó cũng là một phần mà khiến cho Linh cảm thấy là mình bị hồi hộp lo lắng, nên là đây cảm giác này vẫn còn khi mà Linh nghĩ lại cái cảm giác đó khi mà mình bước vào show. Nên là cũng là một lý do tại sao mà mình trong tập 1, tập 2 thì thật sự là mình cảm thấy mình cũng chưa thể hiện được bản thân của mình nhiều. Và nhưng mà ở xét một khía cạnh khác thì nó cũng đúng với tính cách của Linh. Khi mà Linh gặp một ai đó thì mình thường không hay thể hiện hay nói chuyện quá nhiều, mình thường hay quan sát trước, mặc dù không thể dành 2 ngày để quan sát được. Thế nhưng mà đây là có rất là nhiều người nên là Linh cũng muốn dành thời gian để quan sát nhiều hơn, và sau đó mình sẽ đưa ra một cái quyết định của mình, và khi đó nó cũng là cái quyết định mà Linh cảm thấy là mình đã có cái sự suy nghĩ kỹ càng. Vậy thì về khả năng ngoại ngữ thì sao? Linh có tự tin rằng là với vốn ngoại ngữ của mình có thể giao tiếp được với lại là những người chơi khác không? Chắc chắn rồi, khi mà mình tham gia cái hành trình này, có thể là mình không phải là một người quá là xuất sắc. Sau khi mà mình đã có cái sự tự tin cũng như là có những cái cải thiện hơn khi mà có nhiều cái cơ hội trong nhà chung để được giao tiếp mọi người bằng tiếng Anh ấy, thì Linh tin rằng là mọi khán giả cũng sẽ có thể đón nhận hơn khi mà mình sẽ có thể giao tiếp và chủ động hơn với mọi người ở những tập tiếp theo. Dù là nhà sản xuất khẳng định là chương trình thì luôn ưu tiên cái sự chân thật đấy, nhưng mà khi xem show thì một số bình luận vẫn cho rằng là những người chơi tham gia thì nghe diễn chưa được tương tác với nhau một cách tự nhiên lắm. Thì Linh có lý giải như thế nào về vấn đề này? Các bạn hãy thử tưởng tượng chúng ta đang đứng trước rất rất là nhiều máy quay, và phòng ngủ cũng có máy quay, đầu giường cũng có ghi âm. Thì thật sự đó là những cái trải nghiệm rất là mới, mặc dù là Linh cũng đã xem cái phiên bản đó ở nước ngoài. Thế nhưng mà khi mà mình đối diện trực tiếp với nó thì nó vẫn là một cái gì đó khá là choáng ngợp. Nên là mình cũng tin là Linh cũng như là các người chơi khác cũng sẽ cần cái thời gian để làm quen với điều đó. Thì có thể là tập 1 mọi người sẽ thấy là có một chút gì đó hơi ngượng ngạo một chút, thì nó cũng có một phần là đúng. Nên là mong rằng mọi người cũng sẽ có những cái ủng hộ mọi người hơn vào những cái tập tiếp theo, khi mà đã bắt đầu giống như là mình gặp người lạ khi mình quen rồi á, thì khi đó thì những cái thể hiện của chúng ta sẽ có nhiều cái nó tự nhiên hơn. Cái cảm giác của Linh trong lần đầu tiên mà bị từ chối là gì? Bị từ chối là sao ta? Tức là không matching được với Michael Chung. À, thật ra thì khi mà lần cái ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Thế nhưng mà Linh chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là một cái để mà mình đưa ra quyết định là mình sẽ đồng hành cùng người đấy trên một quãng đường dài, và nó còn tùy thuộc vào những cái chặng đường phía sau nữa. Cho nên là thật sự là Linh cũng chưa tiếp xúc với Michael Chung quá nhiều, và đó cũng chỉ là lần đầu tiên mà mình có cái thiện cảm. Thì Linh cũng không có gì lấy gì làm buồn cả, vì là chúng ta còn một hành trình dài phía sau nữa, sẽ còn nhiều điều thú vị và thay đổi ở phía sau. Tới nay thì Linh đã trải qua bao nhiêu mối tình? Trời ơi, cái này thì khó giữ vậy trời. Chắc chắn là ở độ tuổi của Linh thì sẽ nói là chưa yêu ai thì không phải, nên là mình sẽ có những cái tình yêu của riêng mình. Thế nhưng mà để mà bao nhiêu mối tình thôi, Linh xin phép là giữ cho riêng mình.